mà muối thế không ạ? Đi ra kia ăn đi. Cái gì? Ăn rồi thế á? Bây giờ con ăn bánh không? Đi ra kia ăn nhé, ăn muối đây. Muối đâu nào? Lớp cháu có Tết bây giờ rồi. Mua bánh bồng nhá. Internet à?
đấy, cái đấy. Cái này thôi nha. Giờ cái bơ bóc bánh ăn vòng đi, bánh vòng ăn đi. Cô ăn bóc đi, cô ăn bóc cho. Bỏ ra đi đừng để cho nó thoáng cho nó khô đi. Nó đọng đấy.